Bên em test cặp súc kép bát 50 nha, hàng của Mỹ anh em ạ. Công suất là 1200W. Test đóng gói hàng gửi đi cho một bác khách đã mua rồi. Như mình thấy là kiểu dáng rất là hầm hố và nó chuyên nghiệp anh em. Bát 50 úp ngược vô trong nha. Đây là hàng của Mỹ, nồi máy xịn Made in USA từ 220 côn 100, công suất là 1200W cho một quả. Hiện tại em đang gắn dây vô một quả rồi. Để tí xíu test cho mọi người cũng như là anh em đeo tai phone vô để mình nghe cho được cảm nhận chất âm nha. Sức mình đánh vào nó là nó hơn những dòng súp bát đôi 50 loại khác anh em ạ. Khủng long lắm, nó đánh bát rất là sâu và cái bát của nó sẽ úp ngược vô trong nên nó đánh nó uy lực hơn nhiều nha. Và tiếng bát ra rất là sâu. Em test bằng âm đi thôi chứ không có test qua đẩy hay là qua lọc hay là qua cót cách súp anh em. Test âm đi đánh thẳng trực tiếp vô ha. Đánh có một con một à.